Sáng mấy giờ lùa anh Cường? Thế là mới về. Ừ. Thank you.
các bạn, dịch buổi chiều thì người dân người ta nuôi, người ta sẽ lùa nó về chuồng để cho nó ngủ. Tới 5 giờ sáng thì sẽ lụm trứng. Dạ. Nó lấy khăn liên nó lụm. Lượm gì có mình anh lượm sao sợi anh Cường. Dạ có lượm tiếp không? Không. Lượm dễ vô rồi biết. Dạ. Thấy mấy hộp rồi? Hai hộp rồi. Lượm gì là bạn hàng nó đã lấy hết, lấy là tới đợt nó mới lấy. Mà sáng này lại lấy rồi. Dạ. Sáng này nó lại lấy 4 đêm. Lập đi từ hộp lâu lắm. Dạ. Lắp vô tay 6 hộp mà 16 tay 4 hộp đủ 100 rồi. Dạ. Chứ mình lập đi từ hộp biết chừng nào nó đủ 100. Lâu thế bà. Cái này thiếu chạc, để nó xíu rồi. Thôi vậy nó bay lên nó đẻ luôn. Lên trên đây đẻ luôn. Ừ, cao rồi nó bay. Sao họ thì thua lượm đâu được. Dân quen mới được anh ơi. Nha. Vì em không quen em lượm mông em cầm không được đâu. Bóp lên luôn. Lượm thì hộp lâu lắm. Dạ. Yeah.
Làm như cái chỗ nào mà để rơm nhiều là nó tập trung đẻ nó nhiều anh Cường. Thấy không? Để rơm nhiều đẻ nhiều là dễ lụm, còn nó đẻ ngoài lụm đâu. Ngủ sát bờ gì đó nó cũng đẻ đó. Bởi học luôn. Xin đôi rồi, xin đôi bạn kia cái ngỗng gì. Dạ, mất em. Cảm ơn anh.